Cố gắng là không có được, em phải hứa với anh. Đây là một bí mật kinh khủng lắm. Hứa với anh đi. Em phải hứa với anh, nha. Anh nên quan tâm mẹ nhiều hơn đi. Anh đã thử rồi nhưng mà không được. Lúc anh mới về Việt Nam, anh đã giấu mẹ để có một cuộc sống riêng và tự do hơn. Cuối cùng á, anh tính không bằng trời tính. Mẹ anh biết được nên anh phải về nhà thôi. Nhưng mà nói chung, tại vì anh che giấu chuyện anh Phương và chị Như ly hôn, cho nên mẹ anh mới biết anh về Việt Nam, chứ đời nào mẹ anh biết được. Anh nói gì cơ? Anh vừa nói anh Phương chị Như làm sao cơ? Ý, chắc tại kem lạnh quá cho nên anh nói bậy thôi. Không có gì đâu, nha. Chị Như với anh rể ly hôn thật á? Anh Phương và chị Như vẫn sống chung nhà, bởi vì chưa bán được nhà do lỗ nhiều tiền quá. Hai người họ giấu gia đình hai bên, nhưng mà sẽ tìm thời gian thích hợp để nói ra. Anh chị sẽ phải giải thích với ba mẹ em thế nào đây? Trong nhà em, chị Như là người đỉnh nhất, mà chị ấy không thể nào làm vậy nếu không có lý do được. Sao em mắng anh? Đâu có phải ly hôn đâu. Thế thì anh biết từ lúc nào? Lúc anh vừa về nước thì thấy hai người họ không còn bình thường nữa. Chắc là lỗi do em. Tại sao là lỗi của em? Đó cũng là khoảng thời gian ba mẹ em rất mệt mỏi vì chuyện em hủy hôn. Có lẽ chị Như không muốn nói vì sợ ba mẹ chịu đả kích lớn. Nghe nói nè, em đừng tự trách bản thân mình nữa. Chuyện anh Phương và chị Như ly hôn không phải lỗi do em, nha. Mẹ em mà biết chuyện này chắc bà sẽ trầm cảm với khủng hoảng mất. Phải làm sao bây giờ? Trời ơi, bây giờ quên đi chuyện này được không? Ý, quên hết những lời anh nói hôm nay, nha. Anh xin em đó. Ý, nếu mà anh Phương biết anh nói ra chuyện này với em thì anh Phương sẽ giết anh chết. Nghe anh nói nè, em thấy anh Phương á bình thường hiền như vậy thôi, chứ khi mà anh điên lên anh ghê gớm lắm. Anh xin em đó. Em... Ý... Em... Anh xin em mà, ý... Em sẽ cố gắng. Cố gắng là không có được, em phải hứa với anh. Đây là một bí mật kinh khủng lắm. Hứa với anh đi. Em phải hứa với anh, nha. Phim Tình Trạng Đã Ly Hôn sản xuất bởi Viettel Media.